Vâng, Zingman mến chào các quý anh em. Hôm nay trên clip này thì Zingman có hai cây bật lửa Zoro anh em nhé. Hai cây này rất bền, cầm xăng rất là tốt luôn anh em nhé. Ngày trước mình có bán một cây như thế này này cho một anh khách ấy bảo là cầm xăng rất là lợi, cầm đến tận khoảng hơn 10 ngày anh em nhé. Tuy nhiên là anh ấy dùng một thời gian xong bị mất. Đây. Và cây này thì shop vừa mới về anh em nhé. Cái cây này thì màu đen, cái cây này màu đỏ, kiếp đỏ đen anh em nhé. Thì hai cây này giống nhau y như đúc, kiểu dáng, thiết kế, kích thước và tất cả giá cả các kiểu là giống nhau y như đúc, chỉ có khác nhau là về cái màu. Đây, cái này được khảm men màu đỏ, cái này được khảm men màu đen anh em nhé. Thì hai cái này mình sẽ giới thiệu cây đen trước đi. Đây. Cây đen trước sau cái đỏ sau. Và cái hộp nó là đựng trong cái hộp Zoro như thế này anh em nhé. Cái hộp này khá là to. Về kích thước của cái hộp đấy thì mình cũng đã đo qua một chút rồi, mình cho anh em xem này, xương xương đây tầm khoảng 15 cm, đây thì tầm khoảng 7 cm anh em nhé. Về cái sản phẩm này chất liệu của nó là bằng đồng anh em nhé, bằng đồng thì anh em nhìn thấy chữ brass đây này, đây, tức là đồng này là đồng thau, đồng vàng anh em nhé. Nó được làm từ đồng đỏ xong rồi pha thêm một số kim loại như là gang, niken anh hoặc là kẽm các kiểu anh em nhé, để tạo ra cái độ cứng cho cái sản phẩm. Đây. Về cái kiểu dáng của nó thì cái dòng này hơi giống với một cái dòng Zippo Vintech anh em nhé. Và cái dòng đấy thì ở bên trên đây và bên dưới đây thì nó vuông vuông đấy. Thì cái này cũng thiết kế cũng tương tự như thế. Điểm nổi bật của nó thì nó thiết kế ở giữa phần nắp đây, đây có chữ Zoro Ultimate, trông khá là bắt mắt anh em nhé. Và cái màu này thì có màu đen, đen tuyền luôn đấy. Nó được khảm men và khá là bóng anh em nhé. Đấy, nó như vậy. Mặt trước là như thế này, còn về mặt sau thì nó ở bên trên và bên dưới thì cũng được khảm men màu đen anh em nhé. Đấy, nó như thế. Còn các cái đường viền này thì được mạ một lớp cái này giống như lớp mì ký anh em nhé. Đấy, cái lớp mạ này giống như lớp mì ký. Đấy, nó màu vàng như thế để chống bám vân tay anh em nhé. Ví dụ bình thường những cái sản phẩm màu nếu mà bằng đồng không có mạ thì anh em mình cầm vào thì sau một thời gian thì nó sẽ bị ngã sang màu vàng nước chè anh em nhé. Tuy nhiên cái này thì nó sẽ không ngã sang màu vàng nước chè do khi mà bám vân tay, do là nó đã được mạ thêm một lớp mì ký rồi. Đây, cạnh này cũng thế. Dòng này thì có đặc điểm là nó có hai một đáy ở bên trên và một đáy ở bên dưới anh em nhé. Đây, nó như thế. Cái này rất là bền luôn. Và shop mình bán ra thì cũng sẽ có bảo hành anh em nhé. Cái này thì bảo hành 5 năm, anh em dùng có vấn đề gì thì alo cho shop thôi. Tuy nhiên là những cái sản phẩm này thì mình bán cho khách hầu như chưa bao giờ thấy hư, bao giờ anh em nhé. Không thấy hư, thấy hỏng cái gì cả. Về âm thanh của sản phẩm đây anh em nhé. Đấy, bánh xe thì rất là bén. Bên trong thì vỏ là cực kỳ dày luôn anh em nhé. Nó dày hơn cái vỏ của dòng Zippo rất là nhiều. Đây, rất là cứng cáp và dày dặn luôn. Ruột thì có màu trắng anh em nhé, được làm từ inox ấy, thép chuyên dụng anh em nhé, cổ đá bằng đồng, bánh xe thì rất là bén luôn. Nếu anh em dùng mà nó bị gãy cái lưỡi gà bên trong đây thì shop sẽ bảo hành miễn phí cho anh em, không mất tiền anh em nhé. Châm xăng thì châm vào đây, mỗi lần châm xăng thì cây này dùng tầm khoảng một tuần là rất là bình thường luôn. Đấy, như mình hay hứa với khách là tầm khoảng 5 đến 7 ngày anh em nhé. Tuy nhiên là hôm có khách bảo phản hồi với mình là cầm xăng lên đến tận 10 ngày, hơn 10 ngày anh em nhé. Ok, cái này màu đen và mã số của sản phẩm đây anh em nhé, RR101 anh em nhé, RR101. Cái này thì mình vừa mới về nhé, bán cho anh em với giá là 350.000 thôi, 350.000, bảo hành 5 năm. Ok. Trên clip này anh em lấy nhá, trên cái clip này anh em lấy thì mình tặng thêm cho anh em một vỉ đá nữa. Đấy, vì đá này anh em dùng tầm khoảng nửa năm mới hết. Cây thứ hai có một màu rất là đẹp anh em nhé. Đấy, một màu đỏ. Đấy, đỏ thắm luôn. Nó được khảm men màu đỏ anh em nhé. Chất liệu thì cũng bằng đồng như cây kia. Kích cỡ nó thì như nhau anh em nhé. Mã số của sản phẩm này thì RR37 anh em nhé. Bật lửa Zoro. Tên của nó là bật lửa Zoro hai một đáy màu đỏ anh em nhé. Cái kia là bật lửa Zoro hai một đáy màu đen. Đây. Anh em thích xem ảnh của sản phẩm thì có thể ấn vào đường link bên dưới nhé. Ok. Ở bên trên thì như thế này này. Cũng hai mục đáy, cũng làm từ đồng thau. Và cũng được mã lớp men anh em nhé. Đấy. Lớp men, có lớp men này.
Còn ở cái này thì cũng được mạ mì ký anh em nhé. Bản lề thì rất là kín và cứng cáp anh em nhé. Âm thanh thì cũng như cái kia. Về cái độ dày của sản phẩm thì cái dòng Zoro này nó dày hơn Zippo rất là nhiều anh em nhé. Ruột nó cũng dày hơn mà vỏ nó cũng dày hơn, rất là cứng cáp. Mình bóp là không thể bóp được. Cái này đánh rơi thì cũng cũng ít bị cắn móc anh em nhé. Cái ruột nó cũng dày hơn. Cổ đá này và cũng bằng đồng và bánh xe thì rất là bén luôn. Châm xăng thì anh em châm vào đây. Cây này thì mình bán chưa bao giờ phải bảo hành anh em nhé. Mẫu này thì mình đã có dịp phân phối cho anh em cách đây tầm khoảng 1 năm về trước rồi. Đây, còn cái mẫu kia màu đen thì mình mới về anh em nhé. Ok, cái này giá cũng 350.000 thôi anh em nhé. Hai cây thì đều có bảo hành 5 năm. Anh em muốn lấy thì nhanh tay alo chủ shop nhé. Vâng, anh em xem video chủ shop xin một đăng ký kênh và một like nhé. Mình chào tạm biệt.